Chào nhá. Các bé thì rất là ngoan cô bác. Vừa vào thì đã biết chào chú rồi. Hello, xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì lại một niềm vui nữa đến với các bé mầm non, với nhà trẻ. Và hôm nay thì cháu Lực có nhận được thêm một phần quà nữa của các bác ở bên Úc. Các bác hãy gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực là trao những phần quà đấy cho các bé. Còn bây giờ thì cho cháu Lực xin được thông qua làm một chút về cái phần mà cháu Lực đã chi tiêu và là các bác đã gửi cho cháu Lực là bao tiền cô bác nhé. Nhóm bà Duyên, bà Ngọc, bà Sang và bác Vân ở bên Úc có gửi cho cháu Lực là 10.826.000, và trong đó đi chi cho ba cái hoàn cảnh của cháu Lực đang chia sẻ thì là mỗi hoàn cảnh là 3 triệu, còn dư là 7.076.000. Và bác cũng có dặn cháu Lực là đây là mua thực phẩm cho các cháu mầm non với lại nhà trẻ của bác. Thì ra bên kia thì cháu Lực cũng đã chở gạo ra bên kia rồi, và cháu Lực mua gạo là mua 10 cân là 10 cân là rơi vào 160.000 là một bao. Tổng tất cả cháu Lực mua hết là 43 bao, và cháu Lực mua là 43 bao là mỗi bao là 10 cân giá vào là 7.360.000, và cháu Lực có mua thêm 200.000 tiền bánh kẹo nữa cô bác. Tổng là 7.530.000. Đây là nhóm bà Duyên, bà Úc, bà không có muốn là nhờ cháu Lực gửi những cái phần quà mà đầu năm cho các cháu mầm non để còn hôm nay cháu Lực có mua thêm là 200.000 tiền bánh kẹo nữa. Một khai này áp có thêm ấy có thêm tao lệ. Ra bên này là bắt gặp tình cờ anh trưởng thôn luôn quá. Không biết là anh đang bán gì. Anh đang bán gì anh? Bánh đúc. Bánh đúc à? Bánh đúc. Anh cùng em ra mầm non tí. Sang ngay bây giờ. Anh cùng em sang một tí nhá. Đấy. Có một phần quà dành cho mầm non anh ạ. Bây giờ thì các cô giáo cũng đã đến rồi cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã điện và nói chuyện với các cô rồi. Cái phần quà này thì nhóm bà Duyên bà ấy gửi cho cháu Lực từ độ là 10 ngày về trước rồi. Nhưng mà do là các cháu mầm non chưa có đi học thì nhá là cháu Lực chưa có mua được cô bác. Hôm nay thì các bác, các cô cũng đã có rất nhiều rồi. Đây cô ạ. Đây là cô giáo mà đang dạy mầm non ở cái trường này cô bác. Không có đeo giày. Đến quay video. Nói là giờ là có khá là nhiều các cháu mầm non rồi, cho nên là gạo là để kia đúng không? Có phải không? Vâng em ạ. Còn về cái phần gạo này thì cháu Lực cũng đã mua đến đây rồi cô bác. Đây là 43 bao nhỏ thì là mỗi bao là 10 cân. Không nhỏ thì cháu Lực cũng đã được cô là nọ cháu Lực để nhờ nhà cô ở đây một chút. Ở đây thì mình có bao nhiêu các bạn, các cháu nhỏ cô? Tổng điểm mới có 43 cháu. 43. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã hỏi thông qua ý kiến của cô rồi. Và cô cũng nói với cháu Lực là 43 cháu. Có dư thêm không cô? Có dư thêm 2 cháu nữa. Thêm 2 cháu à? Vâng. Thế còn là 2 không nằm theo cái, có nghĩa là ngoài cái danh sách. À, vâng. Thì bây giờ bổ sung. À vâng. Thế còn là 2 cháu thì chắc là hôm nào để bổ sung sau thôi. Vâng. Hôm nay thì các cháu nó mới nhập học ở bên này à cô? Vâng, hôm nay là buổi thứ 2 đầu tiên đến lớp đấy. Dạ, các vâng. Phụ huynh đến đông đủ. Không biết là giờ đã đông đủ cô nhỉ, để cháu trao cái phần quà này luôn. Vâng, phụ huynh cũng đã đông đủ để nhận những suất quà rất là ý nghĩa của đội từ thiện đấy. Dạ, vâng. Và phụ huynh nào? Bây giờ thì đây là bánh, cô hộ cháu là đi chia bánh cho các cháu ấy nhá. Vâng. Đây. Vâng. Đây là phải bốc ra đấy cô ạ. Vâng.
Cô hộ cháu chia cho các cô bé đi. Các cháu đang học ở kia à cô? Tí nếu mà không thì giờ giả lao thì cô cho giờ nghỉ thì cô bắt được thì đưa cho nó mất. Dạ vâng, đang bây giờ thì à. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì các cháu đang vào là vào giờ học rồi cô bác. Cho nên là nếu mà vào thì một tí lại sợ các cháu khóc, thì ra là một tí nữa phần bánh kẹo này sẽ để chia sau. Vâng. Cái này chắc là cháu để san ra đó cô ạ. À nếu không thì cho những gia đình mà có hai cháu ấy. Có hai trẻ. Dạ, vâng. Nhà thì vẫn được, có thêm một nhà nữa. Vâng, để vâng. Chia nhau vâng. Ở đây thì có mỗi mình cô dạy thôi à? Chắc là để ba cô giáo. Cô hộ cháu để ở kia được không? Ai, à, dưới kia có anh Thanh. Anh ơi, anh đâu ơi? Em nhờ một tí. Đồng với Thanh á. Em nhờ một tí. Anh cùng em chuyển hết mấy bao này xuống dưới kia. Vâng. Dạ vâng. Trong này là bao nhỏ? Vâng, trong này là bao nhỏ ạ? Đây để thắt xuống, để thắt xuống như nào cũng vậy. Để chúng ta với cái này. Nhờ một ta nghe cái khải mà tụi má. Có vẻ như là giờ các cháu ở bên kia đang khóc rất là nhiều cô bác. Tuy nhiên là cháu Lực sẽ không ghi hình về các cháu nữa. Hôm nay thì vẫn còn thiếu thêm 2 suất quà nữa. Thì đợi 1-2 hôm nữa cháu Lực sẽ bổ sung cái phần suất quà này sau. Và trong thời gian qua thì cũng được nhóm Ba Duyên, nhóm ở bên Úc hỗ trợ cháu rất là nhiều, hỗ trợ cho cháu cái phần quà để phát cho tới tay cho các cháu mầm non. Nó không nhà trẻ thôi, nhà trẻ mới là cái buổi các cháu là nhà trẻ rất bé nhất là mới vâng. Đến lớp đầu tiên nên là thế còn khóc. Cô hộ cháu phát cho một tí được không? Vâng. Để cho cầm quay theo. Hôm nay thì có mỗi một lớp đi thôi à cô? Vâng. À. Cái này là phải bóc ra đó cô ạ, bởi vì nó để thành gói rồi. Cô bóc ra, cô đi cắt. Vâng. Vâng. Để phát mỗi người một. Ở bên kia còn một lớp nào cô? Đây lớp bé kìa, bên kia là lớp bé hết. Đây còn là một gói nữa này. Cô sử cháu xem là mỗi lớp là bao và bao nhiêu cháu. Đây là mỗi túi là 22 bánh. 22 gói. Chào chưa? À, các bé thì rất là ngoan cô bác. Giờ vào thì đã biết chào chú rồi. Thạch với cô. Vâng.
Ôi, đội bên kia có vẻ không nhiều cô nhỉ? Bên kia là rất là vâng. Mới pha bố mẹ lần đầu tiên nên có không nhiều. Ai cho cái thành nữa này. Hai. Các cháu ở đây thì được mấy tuổi hết rồi con? 6 tuổi à con? 4 tuổi à? Vâng. Này, chú cho này. Này, chú cho này. Hôm nay thì cháu Lực rất là vui cô bác ạ. Trước thì cháu Lực có nhận được 80 suất phần quà gửi tới cho những hoàn cảnh nghèo, và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là nhận thêm một cái phần quà nữa từ nhóm bà Duyên, bà Ngọc, bà Sang và bác Văn ở bên Úc có gửi cho cháu Lực.
và nhờ cháu Lực đi mua những cái đồ mà cần thiết nhất cho các cháu đang học ở trường mầm non và nhà trẻ các bác. Và cháu Lực cũng đã thông qua với các cô là xem nên mua những cái đồ gì cho các bé. Cháu Lực hôm nay thì cháu Lực có mua là 43 bao gạo, mỗi bao là 10 cân. Và 10 cân thì là giá của nó là 160.000 một bao cô bác ạ. Và cháu Lực có mua thêm là 200.000 tiền bánh kẹo nữa để chia cho các bé. Chia cho các bé, cháu Lực vừa cùng cô giáo là chia xong cho hai lớp thôi. Có một lớp mầm non thì vừa mới là đi học ngày đầu tiên cho nên là khóc nhè, thành ra là cháu Lực với cô không có vào để chia bánh được. Và rất là mong quý cô bác anh chị có theo dõi được những cái thước phim video cháu Lực đăng tải lên, thì các bác có thể cho cháu Lực xin một like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa để cho kênh của cháu Lực ngày một phát triển và giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác. Hôm nay thì các cô giáo cũng hỗ trợ cháu Lực về cái phần trao quà này rất là nhiệt tình luôn cô bác ạ. Có hai cô thì đang trong các cháu, cũng có một cô là ra đại diện là cùng cháu Lực trao những cái phần quà này tới tay cho các bậc phụ huynh của các cháu thôi cô bác. Cái lúc này thì cô cũng thay mặt các cháu và bậc phụ huynh gửi lời cảm ơn tới các bác mạnh thường quân đã gửi những cái phần quà này tới tay cho phụ huynh và cho các cháu nữa. Chúc tất cả các bác anh chị mạnh thường quân luôn mạnh khỏe để đi giúp đỡ được nhiều những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao này. Và bây giờ cho cháu Lực xin được nói thêm một lần nữa, nhóm bà Duyên, bà Ngọc, bà Sang và bác Văn ở bên Úc có gửi cho cháu Lực là 10.826.000 và trong đó thì cho cháu Lực là 750.000 để làm chi phí đổ xăng đi lại. Và cho ba cái hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ là mỗi hoàn cảnh là 1 triệu thì cháu Lực lên với những hoàn cảnh thì cháu Lực cũng đã công khai lên rồi và còn dư là 7.076.000 thì cho cháu Lực mua đồ cho các cháu mầm non. Và cháu Lực cũng đã xin ý kiến của nhóm bà Duyên rồi và cũng được các bà là đồng ý cho cháu Lực là mua gạo. Và ở đây thì cháu Lực mua là một túi là 10 cân, cháu Lực mua là 43 túi thì có tương đương với là có 43 cháu của bác. Thì 10 cân thì cháu Lực mua là 160.000 10 cân của bác. Tổng là cháu Lực mua hết là 7.330.000 và cháu Lực có chi thêm là 250.000 để mua bánh cho các cháu nữa cô bác. Và ở đây thì có một số phụ huynh là sẽ có hai cháu cho nên là sẽ nhận hai túi cô bác nhé. Ở đây thì có bố mẹ của các cháu thì đã đi làm xa rồi và để lại con cho bà với lại ông chăm, cho nên là hôm nay bà với ông là sẽ ra nhận cái phần quà này cho các cháu luôn cô bác. Còn bây giờ thì cho cháu Lực xin được gửi tới nhóm bà Duyên, bà Ngọc, bà Sang và bác Văn ở bên Úc một lời chúc sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn nhóm bà Duyên ở bên Úc rất là nhiều đã tin tưởng cháu Lực và đã nhờ cháu Lực đi trao những phần quà này tới tay cho các cháu, cũng là khởi động là một đầu năm mới cho các cháu có tinh thần để mà các cháu học giỏi và ngoan ngoãn cô bác ạ.
Còn bây giờ thì cái thước phim cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chân thành cảm ơn cô bác, anh chị. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác.